Báo động đỏ, ô nhiễm không khí trầm trọng ở thủ đô. Hà Nội liên tiếp nắm giữ thứ hạng 2, 3 trong danh sách 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới và có thời điểm còn lên vị trí thứ nhất. Với chỉ số AQI cao ngất ngưỡng, có lúc còn vượt quá con số 300. Nếu như hôm nào đấy mà các bạn có lỡ vác xe ra đường mà thấy bầu trời mịt mù rồi là sương khói mờ nhân ảnh ấy, thì xin thưa với các bạn, đấy không phải là sương sớm ban mai đâu, mà chính là khói bụi ô nhiễm đấy. Và đứng trước cái tình trạng hiện nay thì các hộ gia đình đang có xu hướng sắm cho mình một chiếc máy lọc không khí. Tuy nhiên thì vẫn có những người cho rằng máy lọc không khí là không cần thiết. Vậy thì máy lọc không khí là gì? Có nên mua hay không? Nó hiệu quả ra sao và cơ chế hoạt động của nó như thế nào? Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay trong video này nhé. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Germany S&T. Máy lọc không khí là một thiết bị dùng để lọc sạch không khí và bụi bẩn trong nhà thông qua các lớp lọc bụi tiêu chuẩn. Nó kỹ hơn về cái cơ chế hoạt động thì khi bật máy lên, cánh quạt ở phía trước sẽ hút không khí vào, sau đấy không khí sẽ được đẩy qua các màng lọc và không khí sạch sẽ được thổi từ bên trong máy ngược ra không gian bên ngoài. Bộ phận quan trọng nhất của máy lọc không khí đó chính là bộ lọc, và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là bộ lọc đấy bao gồm những gì nhé. Đầu tiên là màng lọc thô để xử lý bụi bẩn kích thước lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuổi thọ của màng lọc thô này là vĩnh viễn, cho nên các bạn có thể vệ sinh bằng nước hoặc sử dụng máy hút bụi. Tiếp theo sẽ là màng lọc than hoạt tính với các chức năng là khử chất độc, mùi hôi và khói thuốc lá. Tuổi thọ của màng lọc này là 2 năm. Và màng lọc thứ ba đó chính là màng lọc HEPA đạt tiêu chuẩn H13. Tiêu chuẩn này được xác định thông qua việc bộ lọc HEPA có thể giữ lại được bao nhiêu phần trăm các hạt bụi có đường kính 0,3 micromet, tương đương với bụi mịn PM2.5, loại bụi mịn gây hại đến tim và não của người, thường có trong khí thải của các phương tiện giao thông và khí thải công nghiệp. Và tiêu chuẩn H13 sẽ giữ lại 99,97% các hạt này. Theo như các chuyên gia và nhà sản xuất có khuyến cáo thì với bộ lọc HEPA chúng ta nên thay định kỳ tầm khoảng là 2 năm một lần. Tuy nhiên thì theo như cá nhân mình thấy thì chúng ta chỉ cần đến từ 1 năm cho đến 1 năm rưỡi là nên thay rồi. Bởi vì chất lượng không khí ở Việt Nam thì khá là thấp, ô nhiễm thì hàng đầu thế giới rồi. Và nếu như mọi người còn bật máy thường xuyên 24/7 nữa thì cái lượng khói bụi, cái lượng bụi mịn mà nó xử lý sẽ rất là nhiều. Một lưu ý đó chính là mọi người không nên vệ sinh màng lọc HEPA bằng nước mà chỉ nên dùng máy hút bụi và hút qua thôi. Ngoài ra thì một số máy còn có những cái màng lọc độc đáo như kiểu là màng lọc nước, màng lọc phấn hoa hay là màng lọc titan. Với nhiều những cái tính năng như vậy thì tác dụng của máy lọc không khí đến đời sống của chúng ta là không ít. Không chỉ lọc sạch đến 99,97% vi khuẩn mà cả bụi siêu mịn PM2.5. Và thậm chí là ngày nay còn rất nhiều những chiếc máy khác có tiêu chuẩn lọc bụi mịn nhỏ hơn 2.5 rất nhiều. Ví dụ như là Dyson hoặc là LG với 0,01, hoặc là những chiếc máy khác với kích thước nhỏ hơn rất nhiều như là 0,000024. Vậy thì cái việc sử dụng máy lọc không khí có thật sự cần thiết hay không? Thì nhiều người hiện nay thì đang nghĩ rằng là ở ngoài đường đi lại thì mới ô nhiễm, còn trong nhà thì không khí trong lành mà, đúng không? Và nếu như mọi người đang nghĩ như vậy thì mình phải nói là cực kỳ sai lầm. Bởi vì theo như số liệu thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì vào năm 2016 đã có đến 3,8 triệu ca tử vong do ô nhiễm không khí tại hộ gia đình. Và cũng theo WHO, ô nhiễm không khí trong nhà được đánh giá là nghiêm trọng hơn cả ngoài trời, vì có tới 80% hoạt động của con người diễn ra ở trong nhà. Vì cái việc mà mọi người đóng cửa cả ngày nó sẽ khiến cho không khí khó được lưu thông và không khí sẽ dần đặc quánh lại. Vô hình chung nó sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm khép kín, gây hại cho sức khỏe của cả gia đình. Và mình chắc hẳn là mọi người sẽ khá ngạc nhiên khi biết đến những tác nhân gây ô nhiễm ở trong nhà đấy. Nấu nướng có thể là nguyên nhân chính gây ra bụi bẩn, hoặc là các hạt bụi sẽ thường ẩn nấp ở trong thảm, trong các lớp vải bọc ghế, chăn, màn, gối, khăn, đồ nội thất. Và ngay cả khi bạn ngồi ở trên ghế sofa, hoặc là khi mà bạn cựa mình lúc ngủ chẳng hạn, thì các hạt bụi mịn cũng đang lơ lửng xung quanh bạn và chắc chắn là bạn sẽ hít phải chúng. Bụi mịn cũng được tích tụ ở trong lông thú cưng, phấn hoa, thức ăn và những cái bào tử nấm mốc, và tất cả sẽ tạo thành một cái điều kiện thuận lợi để cho các vi sinh vật phát triển và gây bệnh. Và môi trường ẩm mốc cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cái vi sinh vật và bụi mịn phát triển nữa. Khói thuốc lá cũng góp phần không nhỏ. Đối với những gia đình có người hút thuốc, không khí tích tụ lâu ngày độc hại đến mức trẻ em tiềm ẩn nguy cơ bị hen suyễn, viêm phổi, viêm tai, viêm phế quản. Người già cũng nguy cơ triệu chứng mất trí nhớ. Ngoài ra, các hợp chất hữu cơ và vô cơ dễ bay hơi có trong sơn, dung môi, chất tẩy rửa, nước xịt phòng cũng có thể là nguồn gây ô nhiễm. Và việc sở hữu cho mình một chiếc máy lọc không khí sẽ giảm thiểu được những cái tác nhân và những nguồn gây ô nhiễm đấy. Loại bỏ các chất gây dị ứng từ lông thú cưng bay trong không khí, trên sàn, trên sofa hay là còn vương ở trên giường. Ở những gia đình trồng nhiều cây hoặc là xung quanh nhà có nhiều cây, nhiều hoa chẳng hạn,
thì cái chức năng lọc phấn hoa của máy lọc không khí cũng sẽ phù hợp với những người bị dị ứng hơn. Máy lọc không khí cũng có thể hạn chế nấm mốc từ những thực phẩm ôi thiêu hay là để lâu ngày trong môi trường ẩm ướt. Máy lọc không khí cũng có thể loại bỏ đi những cái mùi hôi cứng đầu như là mùi thuốc lá, mùi đồ ăn, mùi khói hay thậm chí là cả mùi cơ thể nữa, giữ cho cái không khí của gia đình bạn luôn ở trạng thái trong lành nhất. Ngoài ra, ở một số máy còn có chức năng tao ẩm tự động như là máy lọc không khí và bù ẩm Beurer RR330 3-1 và máy lọc không khí và tạo ẩm Philips AC2729-10. Thông qua việc tạo hơi nước nhờ vào bộ lọc ẩm, duy trì độ ẩm trong phòng ở mức ổn định, giúp tóc và da bạn luôn mềm mại, không nứt nẻ. Nhất là trong cái thời tiết nắng nóng như thế này, ở nhiều gia đình thì cái việc bật điều hòa diễn ra hầu như là 24/7, rất dễ gây mất nước và khô da. Bên cạnh đó, một số máy còn có tính năng bắt muỗi. Nhờ vào ánh sáng UV, luồng khí hút và miếng dán ở bên trong, một lượng lớn muỗi và côn trùng sẽ bị bắt lại ở bên trong thân máy. Tuy nhiên thì đối với bản thân mình thì mình lại thấy tính năng bắt muỗi này nó lại không thực sự cần thiết lắm. Bởi vì bây giờ phần lớn là ở chung cư, mà ở tầng cao thì lại cũng ít có muỗi. Và khi mà mình mua máy lọc không khí thì mình sẽ để ý nhiều hơn đến cái tính năng, cái công nghệ màng lọc, cái hiệu suất lọc CADR hoặc là cái tốc độ phân phối không khí. Dù là có nhiều tính năng đến như vậy nhưng mà phần lớn máy lọc không khí sẽ khá là nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển và mang đi mang lại. Mọi người có thể để ở phòng khách hay là phòng ngủ với độ ồn không quá cao, bởi vì hầu hết máy lọc không khí hiện nay đều có chế độ sleep, hoạt động êm ái yên tĩnh, hoặc cũng có thể để ở trên bếp giúp hút mùi tốt hơn. Nhất là đối với những căn hộ sử dụng không gian bếp mở và không muốn cái mùi ở trong bếp nó ám quá nhiều sang những căn phòng lân cận như là phòng ngủ hoặc phòng khách chẳng hạn. Máy lọc không khí thì hiện nay đã có rất nhiều những mẫu mã khác nhau, đa dạng về thiết kế, công năng và công nghệ cho mọi người có thể thoải mái lựa chọn. Và tổng kết lại thì với những cái thiết kế, cái tính năng, cái công dụng như vậy thì việc sở hữu một chiếc máy lọc không khí ở trong gia đình là một điều cực kỳ cần thiết để có thể nâng cao sức khỏe đến cho những người thân của gia đình mình, đúng không? Và với những cái thiết kế, những cái tính năng, những cái công nghệ như vậy thì việc sở hữu một chiếc máy lọc không khí ở ngay trong gia đình mình là một điều cực kỳ cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho những người thân yêu, đúng không? Và hiện nay thì trên tất cả các nền tảng bán hàng của Germany S&T cũng đang được bán rất nhiều những mẫu máy lọc không khí khác nhau. Mọi người có thể liên hệ qua website, qua Facebook hoặc là qua hotline của Germany S&T được tư vấn và đặt hàng một cách nhanh nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.